sẽ lăn, hòn đá lớn ra cho chúng ta. Họ cứ hỏi nhau đang khi trên đường đến mồ. Vào ngày hôm ấy, trời chưa sáng với tim nát tan. Họ muốn đến sức sát cho Giê-xu. Vừa khi tới nơi, họ kinh hãi thấy xem rõ ràng mộ đã mở toang, đã lăn ra từ bao giờ. Vào ngày hôm ấy, một buổi sớm huy hoàng ánh dương, cùng nhau hát vang phục sinh. Đêm đang sống nơi hàng sự chết chi này, con người Chúa sống hiên vinh dẹp tan xích riêng tứ thần. Nước mắt sẽ không còn mưa hơi cả thế trần, khúc khái ca này truyền ra cho người nhân tin. Sẽ lăn hòn đá lớn ra cho chúng ta, hòn đá cách ngăn mang tên ô tội vô vọng. Phải chẳng lâu lắm ta sống với trái tim nát tan, vì bao nỗi đau cứ đang rồi. Đường cứ mở toang cỡ sao ta